Loài động vật nào được nhân bản thành công đầu tiên? Cù đô ly. Chính xác. Nào, cái này đi. Má rồng. Wow, có luôn. Wow. Mày nè. Đã. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh thành nào của Việt Nam? Đà Nẵng và Khánh Hòa. Chính xác. Nào đây. Này đi. Tiền giấy lần đầu tiên được phát hành vào thời vua nào? Hữu Lý. Chính xác. Nhân dữ vậy. Này nè. Chưa kịp chuẩn bị luôn á. Ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai? Phan Đình Giót. Chính xác. Nào. Đỏ đi. Đố ai anh dũng tuyệt vời, đứng làm giá giữa trời Điện Biên, vai mang cả khẩu Trung Liên, quyết cùng đồng đội tiến lên. Với Văn Đàn. Chính xác. Đố ai giải phóng Thăng Long, nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh, đóng đa sông Nhĩ Vương mình, giặc Thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời là ai? Quang Trung. Chính xác. Thuận con cái cuối cùng hà. Chuẩn bị tinh thần. Wow.